Có đến 11 quý bà bị bắt giữ cùng 9 người đàn ông khi công an huyện Trợ Mới tỉnh An Giang triệt xóa điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một khu vườn xoài trên địa bàn sáng ngày 27 tháng 5 năm 2020, công an huyện Trợ Mới cho hay đơn vị đang điều tra để xử lý những người tham gia cờ bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại xã Long Kiến vừa được triệt xóa vào buổi chiều ngày 26 tháng 5. Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 5, từ tin báo của quần chúng nhân dân, công an huyện Trợ Mới triển khai lực lượng ập vào điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại một khu vườn xoài thuộc tổ 21 ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến. Phát hiện công an các con bạc bỏ chạy và tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, do bị bao vây từ nhiều phía nên 18 người đã bị bắt giữ, trong đó có 11 phụ nữ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ bộ dụng cụ cờ bạc, 3 xe máy, 13 điện thoại di động và một số tiền mặt. Khám xét trên người con bạc, Lực lượng công an đã thu giữ hơn 96 triệu đồng. Được biết, tụ điểm cờ bạc này hoạt động khoảng gần một tháng nay, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bà Lê Thị Ngộ, 48 tuổi, ở địa phương, đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau để lấy tiền sâu.